may túi ba gang đựng tiền trúng số, chúc mừng năm con giáp được trời thương cho lộc, giàu có đổi đời sau một đêm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 11 tháng Giêng năm 2024, năm Giáp Thìn, tức là nó sẽ rơi vào ngày Giáp Dần. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lật ngược tình thế, hết thời đen đủi, đây là những con giáp đổi đời ngoạn mục, may mắn hết phần của thiên hạ trong cái ngày 11 tháng Giêng. Ý trời đã định, những con giáp này sẽ có một cuộc sống vương giả, đếm tiền mỏi tay trong ngày 11 tháng 1, bù đắp lại những cái tháng ngày mệt mỏi, khổ cực, vất vả trước đây. Trong ngày hôm nay, dù các bạn làm gì thì cũng sẽ vô cùng là may mắn, được quý nhân nâng đỡ, các kế hoạch kiếm tiền trong quá khứ sẽ dần dần trở thành hiện thực, đem về những khoản tiền không hề nhỏ. Một số người còn có cơ hội trúng số đổi đời sau một đêm, tiền bạc rủng rỉnh cầm tay, vang danh thiên hạ. Nhiều bạn cũng sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ người thân hay là được bạn bè, được quý nhân trao tặng. Hoặc là gì? Được quý nhân cho những cái món quà có giá trị cao. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta biết cái ngày 11 tháng 1 nó là ngày Giáp Dần, đúng không? Cục diện đầu tiên chúng ta có là Dần và Hợi là nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Hợi sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 11 tháng Giêng này. Trong ngày hôm nay thì được cục diện lục hợp nó xuất hiện, nó che chở, nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Hợi sẽ được dự báo sẽ gặp khá nhiều cái may mắn, công danh, sự nghiệp hay là tài lộc đều được sáng rõ. Càng là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì lại càng có nhiều cái lợi thế. Các bạn có thể gặp được quý nhân, người này cũng sẽ giúp cho công việc của các bạn, nói chung là được suôn sẻ, thuận lợi và hanh thông. Bên cạnh đó thì cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Hợi cũng đang trên cái đà thăng tiến. Dù bạn có một cái khoảng thời gian vất vả nhưng bù lại có cơ hội được thăng tiến rất là lớn. Bên cạnh đó, những người tuổi Hợi cũng cần phải đề phòng những cái rắc rối mà tiểu nhân mang tới trong thời gian này do cái chuyện là ghen ghét, đố kỵ với những gì mà các bạn đã làm được và hậu quả cũng không được như mong muốn. Bên cạnh đó thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Hợi nói chung trong thời gian này cũng khá là bình ổn. Nói chung các mối quan hệ thì tốt đẹp nhờ cục diện ngũ hành nó tương sinh, đôi lứa đã biết quan tâm và chăm sóc cho nhau nhiều hơn, giúp cho tình cảm luôn được bền chặt. Tuy nhiên, những người độc thân cũng chưa thay đổi được nhiều cho cục diện này. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Hợi ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày 11 tháng Giêng, ngày Giáp Dần này, không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nhờ được cục diện tam hợp với thái tuế nó che chở, những người tuổi Ngọ thì sẽ được thể hiện được cái sự tự tin và cái bản lĩnh hơn người, có thể làm chỗ dựa cho mọi người. Con giáp này biết cách dẫn dắt mọi người theo cái chiều hướng của mình và gánh vác mọi việc ở trong những cái thời điểm quan trọng mà không biết ngại khó khăn hay là gian khổ. Từ đó, bản mệnh cũng có nhiều cái cơ hội để thể hiện cái khả năng lãnh đạo tài tình của mình. Bên cạnh đó, cái phương diện tài chính của những người tuổi Ngọ trong thời gian này nói chung ấy là cơ bản là khá là ổn định. Các nguồn thu chính và phụ thì đều được cải thiện một cách đáng kể. Quan trọng nhất vẫn là các bạn gì biết điều chỉnh các kế hoạch và chi tiêu một cách hợp lý, tính toán phù hợp để tránh cái lãng phí. Quý vị hãy cố gắng duy trì cái mối quan hệ tốt đẹp trong cái thời gian này. Một cái may mắn cũng đứng về phía những người tuổi Ngọ trong cái chuyện tình cảm, nhờ được cục diện ngũ hành tương sinh, Dần Mộc sinh cho Ngọ Hỏa. Vậy nên là những người tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều cái niềm vui và cả cái sự bất ngờ dành cho mình. Những cái chuyện buồn đã nằm lại trong quá khứ, mọi rắc rối cũng sẽ tự động tiêu tan, mang đến cho những người tuổi Ngọ nhiều cái trải nghiệm khá thú vị ở cái thời điểm hiện tại, đặc biệt là ngày 11 tháng Giêng sau ngày Vía Thần Tài này. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Ngọ ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, tăng cường cái vận nhân duyên.
Từ đó cũng sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Ngọ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày 11 tháng Giêng này này, ngày Giáp Dần này, không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay ngày 11 tháng Giêng ấy, ngày Giáp Dần này, thì những người tuổi Tuất được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất nó tam hợp. Đấy. Vậy nên cái vận trình của những người tuổi Tuất có nhiều cái điểm sáng, dù là công danh, tình duyên hay là sự nghiệp ấy, thì đều cũng có những bước thăng tiến đáng kể. Đó. Các bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện cái năng lực cũng như là gì? Được tiếp xúc, gặp gỡ với những người có quyền thế. Cái chuyện tăng tiến nhờ vậy mà cũng sẽ được dễ dàng hơn bao giờ hết. Thêm nữa, những người tuổi Tuất lại được thiên tài nó ghé thăm, nó cũng sẽ giúp cho cái chuyện làm ăn kinh doanh của những người tuổi Tuất cũng cực kỳ được thuận lợi và hanh thông. Nếu mà các bạn có ý định mở rộng cái quy mô kinh doanh, ký kết hợp đồng với khách hàng hay là gì, gặp gỡ khách hàng trong cái ngày hôm nay ấy, thì cứ mạnh dạn mà tiến hành, cái tỷ lệ thành công nó khá là cao. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì những người độc thân có thể gặp gỡ được những đối tượng khác giới ưng ý. Những người này thì có thể gì là các bạn đã quen biết từ trước nhưng mà chưa nghĩ đến sẽ nảy sinh ra cái chuyện tình cảm với họ. Nói chung con giáp này hãy cứ gì mở lòng mình ra, đừng có đòi hỏi hay là yêu cầu quá cao ở cái nửa kia. Khi đó các bạn sẽ dễ dàng tìm được những người ưng ý đầu ấp tay gối để với mình đến suốt cuộc đời. Với những người đã lập gia đình thì tình cảm cũng hòa thuận. Đấy, vợ chồng thì biết bảo ban lẫn nhau, đặt mình vào vị trí của đối phương. Vì vậy cũng không có những khúc mắc nào quá là lớn trong thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp may mắn thứ tư trong cái ngày 11 tháng Giêng ấy, đó là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, những người tuổi Thìn trong cái ngày 11 tháng Giêng này được cục diện là Dần, Mão, Thìn ở tam hội. Những người tuổi Thìn sẽ có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền, nó khá là mở rộng trong ngày hôm nay, lại được thêm cái thiên tài nó xuất hiện nữa. Vậy nên bản mệnh không nên ngại khó, không ngại khổ, mà hãy bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của mình để dấn thân vào những cái lĩnh vực khác, tự tìm ra cái cách tăng thêm cái thu nhập cho mình. Bên cạnh đó thì công việc của những người tuổi Thìn trong ngày hôm nay thì nói chung ấy, các bạn vẫn đang làm rất tốt và hoàn thành cái trách nhiệm trong những cái nhiệm vụ của mình được giao. Tham vọng của các bạn lớn hơn nhiều chứ không phải dừng lại ở đây. Muốn đạt được những cái điều mà mình muốn ấy, thì các bạn phải chuẩn bị cái tinh thần để đương đầu với những cái thử thách và những cái khó khăn, nói chung trong thời gian này. Trái ngược với phương diện tài chính thì ở cái phương diện tình cảm ấy, thì lại gặp cục diện ngũ hành xung khắc, nó Dần, Mộc khắc Thìn, Thổ. Vậy nên là nó khiến cho tình yêu đôi lứa nó không được như ý. Mặc dù các bạn và người ấy cũng đã cùng nhau trải qua nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống, tưởng chừng như không có gì có thể là chia lìa, nhưng bỗng dưng lại gì không được như ý muốn. Vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Trong ngày 11 tháng Giêng, ngày Giáp Dần này thì những người tuổi Tý được chính ấn nó soi sáng, nó giúp đỡ. Nên là quý vị có thể tranh thủ mà tiếp thu thêm những kiến thức, trau dồi cái kỹ năng chuyên môn của bản thân. Công việc thì luôn cần cái sự sáng tạo, cần những cái kinh nghiệm, cần những cái kiến thức đa dạng và đa chiều mà các bạn học được. Đấy, cũng sẽ gì giải quyết cho các bạn những cái vấn đề khúc mắc ở trong công việc hiện tại cũng như là trong tương lai. Bên cạnh đó, cái phương diện tài lộc của những người tuổi Tý trong cái thời gian này ấy, thì nói chung ấy, cũng không cần phải quá lo lắng, vì các bạn vẫn luôn làm tốt cái công việc, đảm bảo cái thu nhập cho tương lai. Cái nguồn thu chính và phụ trong thời gian này cũng đều đi vào cái giai đoạn ổn định. Con giáp này biết rằng gì những gì mà mình đang có hoàn toàn xứng đáng
và với cái công sức của mình bỏ ra. Vì vậy mà những người tuổi Tý đã không ngừng nỗ lực và không ngừng tăng tiến để phát triển bản thân để gì? Có thể là đáp ứng được công việc hiện tại cũng như là để có mục tiêu xa hơn trong tương lai. Thêm nữa, lại được cục diện là gì? Ngũ hành nó tương sinh. Vậy nên là các mối quan hệ nó cũng duy trì ở cái sự hài hòa, sự hòa hợp. Từ người thân cho đến bạn bè, dường như là chỉ bằng những cái lời hỏi thăm động viên nho nhỏ thôi ý, thì các bạn cũng gì cảm thấy là ấm lòng hơn. Nói chung với những người tuổi Tý sẽ không gặp phải cái khó khăn nào quá lớn trong cái việc hài lòng, làm hài lòng ai đó hoặc là gì. Từ đó nó cũng sẽ khiến cho công việc cũng sẽ được thuận lợi và may mắn nhiều hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 không khác, đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu thì được chính tài nó xuất hiện, nó báo tin vui liên quan đến cái phương diện tài chính của những người tuổi Sửu trong cái ngày 11 tháng riêng này. Nói chung ấy, có cát tinh nó hậu thuẫn nên là những người tuổi Sửu dễ kiếm được tiền, tài chính thì thuận lợi, suôn sẻ. Nói chung là tốt hơn hẳn cái thời gian trước đó. Đặc biệt cái điểm báo tử vi nó cũng cho thấy cái nguồn thu từ nhiều cái hạng mục khác nhau, nhưng mà những người tuổi Sửu ấy chủ yếu là nguồn thu từ cái việc là kinh doanh buôn bán dịch vụ. Nhưng mà ngay cả những khoản lặt vặt thì cũng đem lại cái doanh thu nhỏ nhỏ cho những con giáp này. Trong ngày hôm nay, nếu người tuổi Sửu mạnh dạn tiến hành đầu tư thì cũng được lợi lộc khá là lớn. Đó. Tuy nhiên, do gặp cục diện ngũ hành xung khắc nên cái chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu đôi khi cũng cần phải lưu ý. Thời gian này dường như bản mệnh rất nhạy cảm nên là chỉ cần một câu nói hay là một cái hành động vô ý của đối phương ấy, cũng có thể khiến cho các bạn sinh nghi và đâm ra sự ghen tuông mù quáng. Nguyên nhân có thể là do hai người thiếu cái sự chia sẻ trò chuyện với nhau mà nó cũng chỉ sinh ra những khúc mắc này. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình cũng như để mang lại cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 11 tháng Giêng, ngày Giáp Dần. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Hợi, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Tuất, 4 tuổi Thìn, 5 tuổi Tý và 6 là những người tuổi Sửu. Đây là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày 11 tháng 1 ngày Giáp Dần này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.